Phạt nguội được xem là một trong những giải pháp nhằm thiết lập an toàn giao thông đang được công an thành phố Tân An triển khai giám sát 24/24. Từ việc sợ bị phạt, dần dần tâm lý người dân sẽ chuyển sang chấp hành luật lệ giao thông, coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức và là biểu hiện văn minh của con người khi tham gia giao thông. Qua một tháng triển khai và sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự thì trên địa bàn thành phố Tân An thì tình hình trật tự giao thông thì đã cơ bản ổn định. Thì ý thức chấp hành của người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Tân An thì cũng có một cái sự chuyển biến rất là rõ rệt. Nếu như những ngày đầu tiên xử phạt nguội, công an thành phố Tân An đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm. Song qua hơn một tháng nay, số lượng vi phạm đã giảm đi đáng kể, trung bình chỉ còn khoảng vài trường hợp vi phạm mỗi ngày với những lỗi cơ bản như lấn làn, chạy ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn, biển báo. Đại đa số bộ phận của người dân thì chấp hành cái luật lệ giao thông thì rất là tốt, nhưng vẫn còn một số bộ phận người dân thì còn cố tình là vi phạm rất là nhiều, thậm chí một ngày là vi phạm từ 1 đến 4 lần. Thì những trường hợp này chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý. 457 trường hợp mà cái hệ thống camera giám sát ghi nhận được thì chúng tôi đã gửi thông báo. Cái thứ hai nữa là sẽ kết hợp với công an xã phường làm việc trực tiếp tại cái nơi thường trú của chủ phương tiện để xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông này. Để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương, bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh luôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông, phải thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được xử lý theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm cán bộ đảng viên can thiệp quá trình xử lý về trật tự an toàn giao thông, nghiêm cấm cán bộ bỏ qua xử lý vi phạm trong mọi hình thức. Để tạo được niềm tin trong lòng nhân dân, các lực lượng được giao nhiệm vụ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, xử lý nghiêm minh, rõ ràng và công bằng đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần tạo nên ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao văn hóa giao thông của mỗi người.